Xin chào quý khán giả thân mến nhé. Hôm nay anh em DVH đang sắp đồ lên xe, đang chuẩn bị đi lắp một bộ đây các bác. Đây vừa lấy thì mải bê thành ra chả quay được. Giờ anh em xếp sắp xong rồi mới quay được. Ở phía trong kia là có bốn cái thùng đựng hai cặp Lion Ray này. Một bác khách này lấy bốn cặp Lion Ray và bốn chiếc súp đơn. Có thể tách ra làm hai đám nhỏ được. Anh em kiểm tra đẩy xung ở đấy có hai chiếc chưa? Ok. Vang chưa? Huân đang liên quán lấy vang với quản lý nguồn. Thôi được, cứ đằng nào cũng đi lên đằng đấy cũng được, xong rồi sau đó khóa cửa. Ok, đây bây giờ anh em DVH bắt đầu chuẩn bị lên đường đây. Và lát nữa thì đến nhà khách hàng thì lại quay clip tiếp, mời các bác cùng đón xem nhá. Mà bây giờ bọn em sang gần đến nơi đây, đường ngõ vào nhà đại ca đây. Quá bé. Đang xây dựng đây bạn thấy hàng cảnh thấy không? Đường này đang xây dựng đấy mà. Nói chung là mùa dịch dã này xây dựng cũng đang trì trệ nhiều, gạch còn nhiều lắm. Công trình này còn đang chưa xây xong, đang dở. Rồi, quay cho bạn. Bọn em đã đến nơi rồi đây, hạ đồ xuống đây, xong rồi một lát chút xíu nữa kỹ thuật hiền lên dàn cho anh em test luôn, cho anh em nghe chất âm của Array 40. Hai bác này to khỏe như này mà yếu quá, có hai cặp Array mà khiêng lên hơi chật vật rồi. Ở đây thì cho em hỗ trợ anh em lắp ráp lên đã nhé. Vâng, sau một hồi kỹ thuật hiên bên em lắp ráp và cài đặt lại một dàn Array 40 với cả hai cặp số đơn này. Bên này thì khách có sử dụng lại bàn D1000 này của khách này. Đấy, bên em lắp ráp thì là toàn bộ thủ máy mới này, một con quản lý nguồn này, một Direct 260 này, một con đẩy audio line này, một xung 4 kênh này. Đấy, cả một con KD1500 của DB Acoustic này. Cực hay luôn, đánh súp cực phê luôn nhé, khỏe cực kỳ luôn. Đấy, toàn bộ loa anh ấy lấy là có toàn bộ tủ rack hết này, để đựng loa này. Đấy, và em đã test qua hết và ok. Bây giờ test cho anh em nghe một chút nhạc xem bộ dàn này nghe có phê không nhé. Quánh mắc phê luôn. Ở đây. Rồi ok, bây giờ là em bàn giao xong rồi. Nhưng mà về đây. Bật lên phát là xong rồi.